sáng ngày 26 tháng 11 2023 ngày 14 tháng 10 âm lịch tại chùa Vansasuday, chùa thứ năm ấp Năm Chùa, xã Nam Thái, huyện An Biên, Kiên Giang đã trang nghiêm tổ chức lễ dân y Katrina Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Mở đầu buổi lễ, Phật tử đảnh lễ Tam Bảo, phát nguyện thọ trì tam quy ngũ giới. Sau đó, Đại Đức Danh Hoàng Nang dẫn đoàn chư tăng và quý Phật tử thành kính đội y cùng những vật phẩm nhiễu ba vòng quanh chánh điện trong lời kinh tiếng kệ ngân vang để tưởng nhớ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời thể hiện sự tôn kính của người Phật tử đối với Tam Bảo. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Thượng tọa Danh Nân, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch kiêm Chánh thư ký Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa thứ năm cùng chư tăng bổn tự. Tại ngôi Tam Bảo, khói trầm hương quyện tỏa đại diện ba gia đình tín chủ, gia đình Danh Quân, Thị Tiền, Thị Hương và Thị Úc Đẹp đã phát tâm cúng dường tứ sự lên chư tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ. Dưới sự chứng minh của chư tăng, các ngài đã tuyên ngôn tăng sự giao y thọ y và tụng kinh cầu phước chúc lành đến quý Phật tử được an lành trong chánh pháp của chư Phật, cũng như những người thân quá vãng của Huyền Thất Tổ được vãng sanh về cõi lành.